Kính thưa quý vị, hiện tại có khá nhiều người đang cần tìm những căn nhà đất tầm giá 3 tỷ tại khu vực Cầu Giấy, Mỹ Đình. Và để đáp lại những mong muốn ấy thì thời gian tới em Thiện sẽ đăng nhiều nhà đẹp tại khu vực này để cho quý vị tham khảo. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn theo dõi video nhà bán trên kênh Thiện Đất, bán nhà đất Hà Nội. Ngôi nhà mà quý vị đang xem có ngõ trước nhà khá rộng. Đây là một căn nhà xây mới tầm giá 3 tỷ tại địa chỉ 322 đường Mỹ Đình, tức là làng Nhân Mỹ theo tên gọi trước kia. Tổng thể ở đây có 2 căn xây riêng biệt. Diện tích được công nhận trong sổ đỏ là 31m² một căn. Nhà thì được xây dựng mới hoàn toàn, xây khung bê tông cốt thép công nghệ mới. Bất động sản này có hướng Tây Nam, phù hợp với những ai đang cần tìm nhà Tây tứ trạch. Nếu muốn có thêm lựa chọn khác cả về khu vực, hướng và giá, xin liên lạc trực tiếp cho em Thiện. Đường Mỹ Đình là một trục gần như song song và gần với đường vành đai 3 Phạm Hùng. Đây là một đoạn đường chạy từ sau bến xe Mỹ Đình tới Thiên Hiền, Đình Thôn, khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, gần với tòa nhà Căng Nam và trung tâm thương mại The Garden. Hiện tại có rất nhiều người cần tìm nhà loanh quanh cửa tiền 3 tỷ tại khu vực Cầu Giấy. Tuy nhiên thì ở đó lại không có nhiều lựa chọn cho khoảng tiền này và cũng không được ngõ rộng, nhà đẹp như thế này. Vì thế thì Mỹ Đình nổi lên như một lựa chọn hàng đầu cho khu vực gần Cầu Giấy. Ở đây thì gần nhiều bến xe, gần nhiều trường đại học, gần bệnh viện 198 Bộ Công an, gần trục đi thẳng lên cầu Thăng Long và cao tốc Nội Bài, Lào Cai. Vị trí này cũng cực kỳ thuận lợi để các bố mẹ mua cho con học tại Đại học Quốc gia, khoa luật, khoa pháp, Đại học Thương mại, trường múa, báo chí, sư phạm, Đại học Lao động Xã hội, v.v. Về pháp lý thì có thể nói là ngon lành, sổ đỏ chính chủ, giấy tờ đầy đủ, chủ nhà thì rất thiện chí bán, làm việc mua bán dễ dàng. Công năng sử dụng của nhà được thiết kế đủ 3 phòng ngủ cho các nhu cầu cơ bản. Phòng ngủ thì lát sàn gỗ, thiết bị vệ sinh thì mới mẻ và hiện đại. Tầng nào thì có vệ sinh tầng đó, phòng rộng, sinh hoạt thoải mái, kê đồ dễ dàng. Ngõ trước nhà thì xe ba gác chạy, có thể di chuyển sang phía sau là sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Xuống dưới thì là đại lộ Thăng Long, lên trên là Lê Đức Thọ và Mai Dịch. Có thể nói ở khu vực này thì nhìn bốn phía đều đầy đủ tiện ích và nhiều điều kiện để phát triển mạnh và có thể mạnh hơn nữa trong tương lai. Nhiều quý vị có hỏi em Thiện rằng em đăng nhà như thế này có thật không? Em xin khẳng định lại một lần nữa, đây là những thông tin hoàn toàn đúng sự thật. Chỉ có điều là những nhà hợp lý thì tất yếu sẽ bán nhanh. Quý vị cần mua, xin hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho em Thiện sớm để nhận tư vấn và chọn nhà ưng ý. Sau đây xin mời quý vị quan tâm có thể tiếp tục theo dõi các tầng trên. Xin cảm ơn và xin chúc quý vị sẽ sớm tìm được căn nhà mơ ước của mình.